Có một sản phẩm làm đẹp cực kỳ hot TikTok, bản thân của Lusa khi mà coi á là cũng muốn mua liền ngay lập tức, nhưng mà cái giá thành của game này thì hơi cao á, nên là Lusa cũng đắn đo một thời gian. Đó chính là cái mi nam châm của nhà Wusado. Đây là sản phẩm Lusa tự bỏ tiền ra chứ không có ai tặng hay là booking quảng cáo, vậy nên là cái review này sẽ là review dựa trên cái người đã tự bỏ tiền ra và mua sản phẩm cho mọi người tham khảo nha. Mua một cái cặp mi thì được tặng 5 cái món khác nhau nữa, giá tầm đâu đó 430 hay là 450 gì á. Còn giá gốc á thì em nó rơi khoảng tầm 600-700 nữa, mọi người khá là đắt đúng không? Thì để mà cái review nó được khách quan hơn thì Lusa đã bóc sản phẩm và cố gắng tập 3-4 lần để khi mà mình review lại cho mọi người thì mình cũng kiểu quen tay rồi. Trong cái hộp này thì chúng mình sẽ có một cái dụng cụ để mà chúng mình gắn mi, và một cái hộp này nó vô cùng nặng nha mọi người. Trời ơi, thật sự là cầm lên một phát mình nghĩ là cũng biết là sản phẩm rất là xịn đó. Khi mà mở sản phẩm ra á, em này cũng là kiểu nam châm nha mọi người, rất là nặng tay, nhưng mà khi mà đóng vào thì cũng không có cảm giác sang trọng cho mấy hay là chắc chắn cho lắm. Nó chỉ là một cái nam châm rất là nhẹ thôi. Và ở trong nó sẽ là như thế này. Đó, hai cặp lông mi khá là mỏng, như thế này thôi. Đừng để em nó rớt nha mọi người. Một chiếc như thế này á, có giá vài trăm nghìn đồng. Ở trong này nó cũng sẽ có một cái gương. Lusa thấy nha, cái gương này cũng khá là dễ soi. Đối với lại cái chiếc kẹp này á, thì các bạn thấy á, là nó sẽ có một cái dòng chữ xanh. Dòng chữ xanh là cái cặp mi ở trên, màu chữ đen này nè là cho cái hàng mi ở dưới. Thì khi mà mọi người sử dụng á, mọi người nhớ để ý nha. Cũng giống như là khi mà các bạn lấy cái hàng mi ra á, chúng mình sẽ tắt hai cái hàng mi ra, sợ nó bị hư luôn đó mọi người. Tại vì nó tuy là cái hàng mi nó rất là nhỏ nhưng mà hãng cũng khá là chu đáo, cho một chấm xanh ở đây và một chấm trắng ở đây. Chấm xanh là nằm ở trên, còn chấm trắng là nó sẽ nằm ở dưới nha. Mình chỉ có thử 3-4 lần thôi mọi người chứ không có rành lắm đâu, nên là có cái gì sai mọi người nhớ chỉ cho Lusa nha. Không biết mọi người có thấy được cái chấm xanh ở trong này không ta. Đó, cái nam châm Lusa để đây. Cái nam châm này nó không có hít mặt lắm đâu mọi người. Và cái màu trắng thì Lusa để ở dưới như thế này. Đầu tiên là mình sẽ nhướng nó căn, để sát mí mắt rồi bấm vô đây. Ây, hình như là bấm sai rồi, cái đuôi nó nằm đây còn cái đầu thì nó lại nằm ở cuối. Ủa, nhưng mà cũng không có sai quá sai nha, nhìn nó cũng rất là đẹp nha mọi người, nhìn rất là tự nhiên nha. Ở ngoài á, Lusa có hỏi bạn trai của mình. Lusa thấy nhà làm đẹp á thì phái nam họ đánh giá khách quan nhất, nghĩa là nhìn nó có đẹp tự nhiên hay không, nhìn nó cực kỳ hay không. Thì bạn trai của Lusa cũng đồng ý là cái cặp lông mi này á nó siêu tự nhiên luôn. Lusa không nghĩ là nó tự nhiên đến vậy á mọi người, bởi vì khi mà chúng mình dán lông mi đúng không, cái khó nhất của chúng mình đó chính là cái đầu lông mi này nó sẽ hay bị chỉa. Cái em này tuy là nam châm nha mà đến nỗi là cái đầu mi này nó không có bị chỉa ra ngoài, không có bị mất tự nhiên luôn. Lusa nghĩ nha, nó còn tự nhiên hơn khi chúng mình nối mi nữa mọi người. Để mình làm nốt cái bên còn lại nha. Ok, Lusa đã dán xong hai mí. Bước đầu tiên là theo Lusa đánh giá nha, mặc dù là mình không có kẻ eyeliner ở mí trong cũng như là kẻ viền mí bên ngoài, thì nhìn con mắt nó kiểu đẹp lắm mọi người, giống như là các bạn đi nối mi mà cái kiểu nối mi nó siêu tự nhiên. Cái thứ hai đó chính là Lusa thấy mọi người hay nói á, là sản phẩm này nó không có cộm mắt. Thì có cộm nha mọi người, không phải là nó nhẹ tanh giống như là các bạn chỉ đeo mascara thôi, mà khi mà các bạn nhắm mắt á, thì Lusa có cảm thấy là cái cặp của hai cái lông mi á, khi mà nó chạm xuống cái mí dưới thì mình cũng cảm giác là nó hơi kiểu như ngứa ngứa, nhưng mà nó chịu được được nha. Bây giờ thêm một cái test nữa, đó là mình sẽ đưa máy sấy lên để xem là cái lông mi này nó có chắc giống như là những gì mà các bạn nghe thấy không nha. Bây giờ Lusa sẽ bật ở cái mức gió là cao nhất nha mọi người. Đây là cái hàng lông mi, để Lusa check với lại gương để cho nó rõ ràng hơn nha. Phải nói là Lusa không nhìn thấy sự dịch chuyển gì luôn á. Wow, cái sản phẩm này nó thật sự giống như là những cái gì mà các bạn đã từng coi trên những cái video PR nha mọi người. Lusa không biết là cái lông mi này nó có bền hay không. Lusa nghĩ nha, của bền cũng tại người thôi, nhưng mà hơi cộm á nha mọi người. Nó cấn xuống cái mí dưới thì nó sẽ kiểu như hơi ngứa ngứa. Ok, bây giờ thì sẽ qua ưu và nhược điểm của sản phẩm. Về nhược điểm á, thì Lusa cảm thấy là giá thành của em này khá là cao. Cái thứ hai là khi mà sử dụng á, thì Lusa có cảm giác là mắt hơi nặng nha. Nó nặng hơn khá là nhiều so với lại cái cảm giác mà các bạn dùng mascara, chứ không có phải là nhẹ tênh như là các bạn không có dùng gì. Thêm nữa là khi mà cái sản phẩm, cái đầu và cái đuôi mi á, nó chạm vào cái mí mắt dưới thì các bạn sẽ có cảm giác là hơi ngứa ngứa lăn tăn, nhưng mà nó là cảm giác chịu được được chứ không phải là quá khó chịu. Sau đây sẽ là ưu điểm. Ưu điểm đầu tiên á là cái packaging.
thật sự Lusa phải công nhận là nó, cái packaging nó rất là xịn. Khi mọi người cầm vô mọi người sẽ hiểu đúng là tiền nào của nấy. Ưu điểm số 2 đó chính là thật sự là nó tự nhiên lắm mọi người ơi. Lusa chưa bao giờ gắn được một cái hàng mi mà nó tự nhiên như thế này. Ưu điểm số 3 đó chính là khi mà chúng mình thao tác 1 đến 3, 4 lần đầu thì các bạn sẽ cảm thấy chưa có quen. Nhưng mà sau đó khi mà các bạn đã quen tay rồi thì cực kỳ dễ thao tác luôn. Và khi mà tháo mi ra á, nó không phải là kiểu mid mi của các bạn nha. Các bạn chỉ cần cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Thật sự là Lusa cũng không hiểu vì sao gió nó thổi như vậy mà cái mi của mình nó giữ nguyên. Nhưng mà khi lấy mi ra thì nó rất là dễ dàng. Cái này khúc này nó nghe rất là lấn cấn đúng không mọi người. Khi mà Lusa coi video, Lusa cũng kiểu đặt dấu hỏi to đùng luôn á. Nhưng mà khi mình sử dụng thì mình cũng kiểu how. Chắc có lẽ là phải xài thêm nhiều lần nữa thì mới phán đoán được là cái sản phẩm này nó có thật sự bền hay không. Nhưng mà đối với những cái gì mà Lusa trải nghiệm cũng giống như là cái hiệu ứng kết quả của hàng mi thì Lusa công nhận là sản phẩm này thật sự là sản phẩm đáng mua nha. Tuy là nó có hơi mắc thiệt á, nhưng mà nếu như mà chúng mình nghĩ là chúng mình phải đi mua mi, keo mi, hại cho mắt xong rồi phải nghĩ đến cái việc là nối mi, rụng mi các thứ thì 600.000 Lusa cảm thấy cái giá nó quá hợp lý chứ không hề mắc đâu. Đáng mua.